Vụ sắn đầu tiên gia đình bà Vi Thị Phánh ở bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn trồng gần 1 hecta trên diện tích đất rẫy cũ của gia đình. Sau 8 tháng trồng, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, gia đình bà đã thu hoạch được 3 đợt, mỗi đợt từ 2 đến 2,5 tấn củ. Với giá bán từ 25 đến 27 nghìn đồng trên 1 kg, cây sắn mang lại nguồn thu cho gia đình bà Phánh gần 15 triệu đồng. Sắn được giá, thương lái lại đến thu mua tận nhà, nên bà Phánh và nhiều người dân trồng sắn rất phấn khởi. Được đây thì tông ngô với tông lúa thì không ăn thua. Năm nay là trồng sắn lần đầu tiên. Sắn tông ra thì rất là về dễ bán, họ về lại tận nhà luôn. Có diện tích tự nhiên chủ yếu là đồi núi dốc, thời tiết quanh năm nắng nóng, khô hạn, nên đầu năm 2023, cấp ủy chính quyền xã Hữu Kiệm đã vận động bà con chuyển sang trồng cây sắn nguyên liệu và xem đây là cây trồng chủ lực giúp người dân phát triển kinh tế. Vụ sắn đầu tiên, toàn xã đã trồng trên 40 hectare trên nương rẫy mà trước đây chủ yếu trồng ngô và lúa nhưng hiệu quả không cao. Tôi cũng thấy là rất hiệu quả vì cây sắn lần thứ nhất là nổi dễ trồng, là phù hợp với đất dốc và năng suất cao, giá sắn là cao, nên là người dân rất phấn khởi. Các hộ là cũng thấy được hiệu quả của cây sắn, nên là các hộ đã tự liên hệ với xã để cung ứng giống và chia sẻ những cái hộ mà có giống rồi á, là chia sẻ cho các hộ xung quanh để họ trồng để tăng diện tích. Một vụ sắn được mua được giá là cơ sở để huyện Kỳ Sơn tuyên truyền vận động người dân tiếp tục phát triển cây sắn, tăng năng suất, chất lượng, nâng cao giá trị thu nhập trên những diện tích đất nương rẫy trước đây, thực hiện mục tiêu quy hoạch vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn với diện tích gần 1.200 hectare, tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho người dân theo quyết định 595 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Niên vụ 2022-2023 thì được trồng tại 3 xã như ở Hữu Kiệm, Chiêu Lưu và Na Ngoi với diện tích hơn 100 ha. Mà riêng của năm 2024 này thì tiếp tục mở rộng cái diện tích cũng phải hơn 100 ha nữa. Chủ yếu là tập trung vào tầng thắn của xã Na Ngoi. Về lâu dài, bên cạnh việc quy hoạch lại vùng sản xuất, tăng diện tích trồng sắn nguyên liệu, huyện Kỳ Sơn đã có các chính sách và chương trình liên kết cung ứng nguồn giống và bao tiêu thu mua sản phẩm cho người dân. Đồng thời chỉ đạo chính quyền các xã thành lập các tổ dịch vụ, hướng dẫn người dân trồng, thu mua, vận chuyển sắn đi tiêu thụ, nâng cao chất lượng, tăng thu nhập cho người trồng sắn.